Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Trong đầu la đại lục, đối với hồn sư, hồn hoàn có niên hạn càng cao, hấp thu nó lại càng khó. Thậm chí, nếu như gặp phải hồn thú tà ác, trong quá trình hấp thu hồn hoàn, hồn sư còn có thể bị linh hồn của hồn thú cắn trả, dẫn tới việc bỏ mạng ngay tại chỗ, đặc biệt là hồn hoàn 10 vạn năm. Nếu như hồn sư không có tố chất cùng thân thể cực kỳ cứng cỏi, thì trong quá trình hấp thu, khả năng bị hồn hoàn cắn trả dẫn tới bỏ mạng là cực kỳ cao. Thế nhưng, trong đấu la đại lục lại tồn tại một nhân vật nghịch thiên, một mình anh ấy sở hữu cho mình rất nhiều hồn hoàn 10 vạn năm, đó chính là Đường Tam. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Đường Tam mới chỉ một lần tự mình lấy được mạng một con hồn thú 10 vạn năm và hấp thu hồn hoàn của nó mà thôi. Cũng bởi thế, những rủi ro khi hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm với Đường Tam vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng, mặc dù vậy, tất cả những khó khăn đó đều vô nghĩa với Đường Tam khi anh ấy lần cuối cùng đi tới tinh đấu Đại Xâm Lâm. Lần này, anh ấy không hấp thu hồn hoàn như bình thường mà cùng lúc hấp thu những 3 cái hồn hoàn có niên hạn 9 vạn, 9 ngàn năm cùng lúc. Với kỷ lục này, cho dù tìm khắp đại lục cũng chưa ai làm được điều như anh ấy. Và cơ duyên này đến với Đường Tam sau khi anh ấy lấy được mạng ám ma tà thần hổ cùng với nhân diện Trung Hoàng, sau đó sân đi sâu vào bên trong trung tâm của tinh đấu Đại Xâm Lâm. Ở đó, Đường Tam gặp phải một đối thủ cực mạnh, đó chính là ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩa Hoàng có tu vi 9 vạn 9 ngàn năm. Và cũng giống như hai con hồn thú trước đó, thứ mà ba huynh đệ kiếm mạnh nhất chính là lực lượng, phòng ngự và tốc độ. Bởi vậy, nó cực kỳ thích hợp với cây búa của Đường Tam. Cũng vì lý do này, Đường Tam giúp buồn ba huynh đệ kiến sẽ làm hồn hoàn cho Hạo Thiên Trùy. Vì thế rất nhanh, Đường Tam đã liền giao chiến với ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩa Hoàng một trận hết sức ác liệt. Để rồi cuối cùng, với sự cường đại của mình, sau khi đánh bại ba huynh đệ kiến, Đường Tam đã thôn phệ nó tới khi cả ba cùng bỏ mạng. Và cuối cùng chính là khoảnh khắc hấp thu hồn hoàn. Tuy vậy, lần hấp thu này lại khá đặc biệt. Lúc đầu, Đường Tam chỉ định hấp thu một cái hồn hoàn mà thôi. Thế nhưng, sau khi đem Hạo Thiên Trùy xuất ra, đột nhiên hai khối hồn hoàn trên người hai con hồn thú bên cạnh cũng đồng thời sáng lên và bay về phía cây búa. Và sau một thoáng do dự, Đường Tam chợt nghĩ, vì để không bỏ phí hồn hoàn, thế nên anh ấy đã quyết định liền lúc đã hấp thu ba khối hồn hoàn này. Tuy nhiên, hồn hoàn này không giống hồn hoàn vạn năm bình thường, màu sắc của nó lại là đen pha đỏ. Điều này cũng bởi tu vi của ba con hồn thú kia lúc này đã là 9 vạn 9 ngàn năm. Chỉ còn một chút nữa thôi, nó đã đột phá cảnh giới 10 vạn năm mất rồi. Bởi vậy, độ kinh khủng của ba khối hồn hoàn này là không thể tưởng tượng được. Liều mạng hấp thu nó chẳng khác nào đùa giỡn với sinh tử. Nếu như nói ở đại lục này, để tìm ra được người gan lì như Đường Tam chắc chắn sẽ không có mấy người. Thế nhưng, cũng bởi vì sự liều lĩnh ấy, trong quá trình hấp thu ba khối hồn hoàn này, Đường Tam đã gặp phải rất nhiều vất vả. Và đầu tiên, thứ mà anh ấy phải đối diện chính là những đợt trùng kích kinh khủng tới từ oán nghiệp của ba hồn thú, liền lúc khiến cơ thể anh ấy liên tục phun ra máu. Thế nhưng, Đường Tam đã không còn đường lui, nếu như dừng lại, anh ấy chắc chắn sẽ bỏ mạng, bởi vậy chỉ có thể bước tiếp. Và rồi, với sự kiên định của mình, mặc cho những nỗi đau cùng sự trùng kích, cuối cùng, sau khi dùng ra sát thần lĩnh vực trong cơ thể, Đường Tam cũng dần dần áp chế được luồng năng lượng kinh khủng đang công phá cơ thể mình. Để rồi, thời khắc kết thúc đã tới, trong trạng thái cuồng bạo, Đường Tam cắn chặt răng, hoàn toàn quên đi đau đớn. Sau đó, ngưng tụ lại toàn bộ năng lượng của Hải Thần Ánh Sáng, tinh thần lực, nội lực của Huyền Thiên Công, khí tức của Hạo Thiên Trùy, tất cả đều không phân biệt hòa hợp lại thành một thể, đánh tan sức mạnh của ba cái hồn hoàn kia. Và rồi cuối cùng, Đường Tam cũng hoàn thành quá trình hấp thu. Tất nhiên, thành quả sau đoạn thời gian thực tử nhất sinh của anh ấy cũng không ít. Bởi vì sau đó, cũng không biết nguyên do gì, ba khối hồn hoàn này sau khi Đường Tam hấp thu xong đã đột phá cực hạn và trở thành hồn hoàn 10 vạn năm có màu đỏ như máu. Nhờ vậy, hồn hoàn 6, 7 và 8 của anh ấy đều là hồn hoàn 10 vạn năm có lực lượng, tốc độ cùng khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là hồn hoàn thứ 8, nó mang đến cho Đường Tam một cái hồn kỹ phòng ngự cực kỳ chắc chắn, giúp anh ấy có thêm khả năng phòng ngự trong chiến đấu. Có thể nói, lần hấp thu này, chỗ tốt đối với Đường Tam là quá nhiều đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.